Khoa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục tiếp theo. Em muốn gì nữa? Em nhìn anh tự nhiên em muốn có người yêu quá à. Trời ơi, nhìn thằng Giang muốn có người yêu là coi như em về em coi lại cặp mắt thẩm mỹ của em rồi. Anh à, cái vấn đề ở đây nó là một người đàn ông không ga lăng, ăn rồi cứ đá trong hông mình không mà nghĩ sao em cứ nhìn mà em yêu. Em khó xử quá à. Hãy bình tĩnh. Tôi yêu cầu, tôi tha thiết mong chờ sự bình tĩnh từ các bạn. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng là trong tôi có những góc khuất. Như anh Hưng đã từng hát, thế giới nơi em thuộc về là một góc khuất cho anh đời trường. Đúng không? Khuất chỗ nào? Anh có những góc khuất mà anh không thể nào để cho em thấy được. Diệp, anh nghĩ là em đừng nhìn vào ánh mắt Giang. Bởi vì ánh mắt của Giang á thì nó không bao giờ ngay cả. Nha, em cứ nhìn ngang với cái tầm mắt của em là vượt qua khỏi ánh mắt của anh ấy. Và ánh mắt của anh ấy nhìn vào đâu thì chắc có lẽ là em biết rồi. Tôi cảm thấy tôi đang bị bỏ rơi trong chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Em cảm thấy em đang bị lạc lõng giữa cái cuộc nói chuyện của mọi người. Nó rối quá. Bây giờ anh sẽ gỡ rối bằng cách anh sẽ giới thiệu đến em một người đàn ông lịch lãm có, hoàn hảo có, nỗ lực có. Và chàng trai đó mang tên anh Hoàng. Khi mà tham gia vào chương trình, mình đã biết là ăn uống và tập luyện rất là khắc nghiệt. Nhưng mà là một người đã từng giảm cân nên mình cảm thấy không sợ và mình nghĩ là mình có thể vượt qua. Ở trong chương trình này thì 50% nữa là điểm giảm cân thì mình rất chi là hồi hộp. Trong tuần vừa rồi được gọi tên thứ 10, cảm giác lúc đó rất là lo sợ. Khi mà cộng cả 2 điểm, cả bài thi lẫn phần trăm giảm cân của mình thì rất là cao và lên vị trí top đầu. Rất là sung sướng luôn là mình đưa được đứng đầu. Tập tành với chị Vân rất chi là ăn ý, nhưng mà mình mắc một cái bệnh là mình rất hay không tập trung và điều đấy làm chị Vân không thích và hay bị chị Vân la. Tuần vừa rồi mình đã giảm được 3,5 kg và tuần này mình đã đặt chỉ tiêu cho mình sẽ giảm thêm 3,5 kg nữa hoặc là lên hẳn 4 đến 5 cân luôn để có thể được đứng ở vị trí cao nhất thêm một lần nữa và mình sẽ quyết tâm để đi càng sâu càng tốt. Xin anh cho ý kiến ạ. Tôi thích bài dựng này của Thùy Vân. Có lẽ là một trong những bài dí dỏm nhất từ đầu buổi tới giờ. Tôi thích những cái động tác nó rất là ngộ. Từ những cái đá chân vào nhẹ nhàng như vậy rồi có những lúc mạnh mẽ. Và những cái chi tiết rất nhỏ nhưng mà tôi rất là thích. Đối với cái chú Banda này, nó kết hợp rất là nhiều cái. Có cái để xem và có cái hưng phấn, cảm thấy vui vẻ, có một chút xíu gì đó, nó có cái tính nhân văn. Đúng. Và anh Trân? Bài này rất là tuyệt vời. Vâng ơi, em dựng một cái bài rất là hay, có động tác khó nè, diễn cái nhân vật, tất cả mọi thứ, trang phục, câu chuyện, rất hay.
về mặt hóa trang là các bạn rất là chăm chút và kỹ lưỡng để nhân vật của bạn nổi bật. Bài dựng hoàn toàn bám sát với câu chuyện của phim. Một chú gấu rất ham ăn, đôi khi có cãi cọ lại sư phụ và bị đòn. Những bước nhảy, các bạn đưa chân vào nhau, đá vào nhau, không có trật một cái động tác nào hết. Giải trí có, nghệ thuật cũng có, hoàn toàn là xứng đáng. Một tiết mục xứng đáng để xem. Wow, tuyệt vời. Và bây giờ là số điểm của thí sinh. Anh John. À, bài này rất là xứng đáng 7 điểm. Tôi khen như vậy là chắc chắn là các bạn phải được điểm cao rồi. Tôi cho các bạn 8 điểm. Anh Linh được 8 điểm luôn. Và anh Bình Hưng ơi, 7 điểm. Và số điểm trung bình của thí sinh Anh Quang 7,3 điểm. Xin chúc mừng. Một số điểm rất cao đó ạ. Hãy nhanh chóng bước lên chiếc cân kia và xem một nửa số điểm còn lại như thế nào nhé. Tuần trước, cân nặng của bạn 79,8 cân. Cân nặng hiện tại 77,9, giảm 1,9 cân, tương đương 2,4%. Tổng điểm của bạn là 9,7. Xin chúc mừng! Bạn đã vượt qua số điểm thấp nhất hiện tại của anh Khoa. Tuy nhiên, so với phần trăm giảm cân, thì phần trăm giảm cân của bạn không hề tốt chút nào. Có nghĩa là tuần sau anh Quang phải nỗ lực giảm cân nhiều nhiều hơn nữa thì mới an toàn đấy nhé.